bát âm bằng tham ti vi sum group bằng bồn phục mai samarasa chân group đa ti lâm nơi than bát âm bằng tham phục nâu nong ti khle wat bằng niết bát làm bài chạy lấy đầu bằng bồn phục mai những thanh niên tu sanh nâu bên mình nâu chọc say ma nâu thay ngay bồn bảy bồn bốn bắp thẻ bay tàu nâu thay ngay mà phải bốn phải bảy phải bốn ngày muối đây làm bài tập tuôn là video tham gia phòng phòng tivi phong bạn anh chương trình phòng zoom chơi những ổn những chơi tục sanh tặng anh em bạn zoom ở quân bà làm bằng thông tin viết sớm group giấy tập máy bằng ổn là xong rồi sạch chấm group bản đạt tiêm nữa bạn nên bằng thông anh mà đào luật bằng thiết lâu còn mà đào nó không mà hà sa thông đấy là mày check lại chuyên bằng ổn những cái sản phẩm nào mò mò lọc xe ma men nó còn buồn đông lâu giấy tá các bạn đặt lui nó nằm lừa thông mò đấy là mày vô bệnh vô cột sau men còn buồn đông để nộp phong tục nữa. Thế cái này mình bằng thông cái chạy tích luôn ông ổn. Kesna là trong trong Maha San lấy cũng phong để riệp chấm. Nó cũng rộng ca nó tự tu Phật Bồ Tát sắc nó ngày 8 9 10 ngày chùa bần á, đầu ngày 28 29. À, đăng chữ luôn xin đó chứ. Đi đây. Giờ mình đi ạ, ai chụp đồ chứ. Bà tạm bóng thông tin vi sông group bóng ôn phục mai xa mở ra sạch chân group đá tìm nở than bà này em bóng thông bàn mà đào vọt bằng phân nhiệt này vọt bằng phân nhiệt thật nó phùm bằng bụi phùm lưu tư sắp quay chân để khét sọc chân này em bóng thông bàn tỏ bần cho khăn lạc xanh mà chùn như dây ta bóng ôn yên họ khăn nén kết xa bọn thấm màu chất đó là của đằng đó là cái gì ta bọn bọn nhận khơi mặt nên nó biết gì kia nó đi tới lễ nó đây quẹo xài mà phải bọn bọn dân mỏ nó nhờ làn nhờ mình xin lấy nước xuống là rồi bọn thấm mà chỗ chất đó là vâng Vũ Thơm TV xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Vũ Thơm lại cập nhật tiếp tục lễ kết giới sinh ma thuộc chùa Bân Phân Nhất ở nhà ấp Bằng Búi xã Liêu Tú huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng. Hiện tại Vũ Thơm đang tiến vào bên trong để quay quang cảnh một chút cho cái nhà mình xem. Hiện tại thì cũng chưa vào lễ rồi hết cả nhà. Ngày vào lễ là ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 nhằm ngày 28, 29 tháng 1 2024 cả nhà. Trước mặt cái nhà là cổng ha. Mời cái nhà mình vào bên trong á. Chỉ cần chôn dây tay chôn nó khoảng khả năng là bây tất cả mà chung nó về vị thi vọt bậc phân niết vọt bậc phân niết chỗ bấn bấn là xây má nó nấu thằng ngày bảy phần buồn đọc khẽ bay tàu nửa thằng ngày mập hay bảy phần buồn ngày môi khẽ làm việc còn mập hay buồn nếu này vọt nó cần đá là về là vậy ta. Ngôi chùa này cũng nằm ngay thuộc cái ở ruộng thôi nha. Cổng rất là đẹp nha, bóng đèn đồ cháy đồ rất là đẹp nha. Cho nên bằng thông chôn chôn nhập vô chôn mà chung nằm bởi Tesana nào ca riệp châm là bằng bật then nhập vô nè lại nghe từ tổ nhiều Phật Bồ Tát sắt lầu chôl bảy phlâu mình bảy phlâu nè chết Maha Sal từ Maha Sal mình bảy bốn từ đây nó hàng về vị hi nhưng mà bằng thâm nó bằng bốn nhưng là về vị hi một chung thì cũng thơm mà mời nhà mình vào bên trong một vòng ha để xem hậu chuẩn bị như thế nào á. Đẹp bình chỗ, đẹp mối bình chỗ không ạ? Đẹp mối bình chỗ. Đẹp mối.
Và ngày nướng cơm của muội bà hẳn. Muội. 27 bà hẳn. Và nghe chụp video here Adamen Paul. Chừng ngày ta lần phải hiện mình chúng này, chừng ngày mong Paul dân là phải hiện cho muội phòng thông tivi. Mở cái nhà mình vào bên trong lên chánh điện một vòng. Hiện tại cũng còn trang trí tổ phần công bố lễ này. Chánh điện này cũng nhỏ gọn rồi nha, không có lớn lắm. Ở phía bên dưới thì trang trí bóng đèn này rất là nhiều luôn. Hoa văn cũng rất là đẹp hết nha. Để kịp thấy cái bạch vô rồi chẳng nó cũng sát. Chốt nồng bề hia vào bên trong hết nha. Lọc xe mà nên chuẩn bị lọc quê sát quê các bác cái tên này. Quá đẹp cái cánh cửa nha. Phía bên kia thì có chỗ tiếp đại phật tử cũng rất là đông á, như mà láng chạy hà sa nghe nó thằng cổng tạm bay buồn tư tiết. Lâu mau pel prek kena wa sengat. Wa ni slak saat na. Sata thwe chơ. Nong koi lang pe ni men mat lok tiet ở phía sau tượng Phật này có một hố nữa nhà để đặt tiền. Phía bên dưới là chỗ lễ đài Hà Sa Thông nó quạt nó bụng tay tư đó nên nó nên bụng hiệp cầm lại cầm lại thi. Bên kia nó nên mà Hà Sa sal tục tụ tuol pật bọt sắt chít ngai chôn mà chôl ruom bần đây là lễ đài các nhà, chỗ quý Phật tử ở gần xa đến. Ở phía bên trong này cũng có đá xanh ma nữa các nhà, miền mò xanh ma hình vùng nó tầm con lọc nông Hà Sa. Ngòm Hà Sa quá đẹp luôn ha. Đá này rất là nặng nha. Bởi vì Phật tử cũng để tiền ở trên này rất là nhiều. Vì ta các bạn nhờ lệnh cái sol nổ nổ thơm mò chọn. Mình là mùi phi bay buồn và có mùi phơi có bay có buồn đông. Buồn đông rất là đẹp luôn. Mình đang trang trí ở phần bên trong là chỗ cúng trước mặt Phật. Mình bay thêm lại một thằng mục rè sẽ nung mà lại nghe hạt nhây á. Là bánh nhây quá đẹp luôn nha. Bánh bánh mà làm lại thành
hoa kết hợp lại rất là đẹp ha. Phía bên trong này nữa nè, một phần nông là một pre mình đọc tức xuất này thua kia mập đích nung mập nung đích nung tức xa tân nông hà xa luôn. Đây coi tập ngày mỗi nấu phi ngày tới bệnh chôn còn hai ngày nó mới vô ha nha. Vào ngày 8, 9, 10 ngày 29 28 29 tháng 1 28 29 mùa 1 1 tây tháng 4 hiện tại là cũng chưa có quý Phật tử ha, chỉ còn mới phần bên ban tổ chức cũng đang bố trí trang trí rồi ha. ចឹងហើយបងធំទីវិសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសមរសិទ្ធជនគ្រប់បណ្ដាទីនៅចូលរួមបានរួមមកសល់មីយុអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាបាទបងធំមកបន្តវីដេអូជូនបងប្អូនយើងទស្សនាថែមទៀតបាទសូមអរគុណនិយាយធ្វើឲ្យបងធំគុំសិនតាមយើងហើយគុំសិនកំបានទឹកការពូជជួយជួយគុំយើងបានយើងមិនកិន ក្នុងឆ្នាំមើលថ្កល័យយោយ៉ាងសុខភាពហើយបណ្ណាញញញើដល់គីដែលធ្វើយកទីតុកសូមអរគុណសិនកំអើ